Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục được theo dõi một trận đấu 2 đấu 2 trong con game Apple 3. Tôi là Hiếu và đây là kênh Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Rồi, thì trước tiên tôi xin phép được tắt cam để cho anh em có thể trải nghiệm trận đấu được hay nhất. Rồi ok anh em, thì trong trận đấu này chúng ta lại tiếp tục được cầm quân màu vàng. Một màu quen thuộc trong những trận đấu 2 đấu 2 của chúng ta anh em. Thì chúng ta đang ở trong chế độ triển khai và đã bắt đầu xây dựng những tòa nhà đầu tiên rồi anh em. Hai nhà năng lượng và một nhà lính đã được xây dựng lên rồi. Tiếp theo là một nhà cung cấp. Đấy. Chúng ta vẫn tiếp tục sẽ áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nha anh em. Ta đã xây dựng thêm hai nhà lính và một nhà sản xuất xe cơ giới anh em. Ở bên dưới này thì đồng minh của chúng ta cũng đã bắt đầu cho những đơn vị lính level 1 đầu tiên đi rà soát bản đồ để có thể tìm thấy được những thùng cung cấp. Đấy. Chúng ta cũng bắt đầu sản xuất những đơn vị lính đầu tiên rồi anh em. Rồi, tiếp tục đi rà soát bản đồ thôi. Vẫn như mọi khi, cố gắng tìm thấy thật là nhiều những thùng cung cấp đầu tiên để có thể có rất là nhiều tài nguyên, có thể để lính và liên tục nâng cấp nhà nha anh em. Chúng ta đã tìm thấy thùng cung cấp đầu tiên rồi. Liên tục sản xuất ra những đơn vị lính level 1 anh em. Chúng ta đã bắt đầu rà soát bản đồ. Và bên phía đồng minh của chúng ta cũng đã phát hiện ra một đơn vị lính level 1 của quân địch rồi anh em ơi. Hai bên đã bắt đầu có sự giao tranh. Như vậy là quân địch đã tiêu diệt được một đơn vị lính của quân đội đồng minh của chúng ta rồi. Và như vậy là quân đội của chúng ta cũng đã bắt đầu bắt gặp phải một đơn vị lính của quân đội màu xanh lam rồi anh em. Hai bên bắt đầu giao tranh để có thể giành lấy thùng tài nguyên lớn. Như vậy chúng ta đã tiêu diệt được một đơn vị lính quân địch rồi. Bên phía này thì quân đội đồng minh chúng ta đã phát hiện ra nhà quân xanh lam rồi anh em ơi. Bọn họ đang bắt đầu nâng cấp nhà chính lên level 2 anh em. Thì chắc chắn rằng quân đội màu xanh nước biển sẽ nằm đâu đó bên đây thôi anh em. Chúng ta đã bắt đầu khai phá được những thùng cung cấp đầu tiên rồi và tiếp tục bổ sung lực lượng để chờ. Chúng ta đã để ra được khoảng hơn 10 đơn vị lính level 1 rồi anh em. Bắt đầu triển khai lực lượng để có thể tấn công vào nhà quân xanh lam. Với chiến lược thắng nhanh chúng ta đã bắt đầu giao tranh rồi anh em ơi. 6 đấu với 2 anh em, không có gì gọi là trở ngại cả. Chúng ta đã trang vào khu vực nhà của quân đội xanh lam rồi anh em ơi. Rất nhiều tiếng súng nổ ra. Quân địch đã hy sinh rất nhiều đơn vị rồi. Vào căn cứ của chúng ta đã để ra được rất nhiều đơn vị lính rồi. Tiếp tục tăng viện cho chiến trường anh em ơi. Rồi chúng ta bắt đầu tiêu diệt rất nhiều đơn vị lính của quân đội xanh lam. Và tiếp tục tiêu diệt những đơn vị lính. Họ vẫn đang cố gắng phòng thủ. Giao tranh rất dữ dội anh em. Những đơn vị lính của chúng ta đã được tăng viện lên chiến trường rồi anh em ơi. Liên tục những người lính của quân địch đã bị ngã xuống anh em. Chúng ta đã tiêu diệt được rất nhiều đơn vị lính level 1 quân địch rồi. Và như vậy là một chiếc lô cốt phòng thủ quân địch đã tiêu diệt rất nhiều đơn vị lính chúng ta rồi. Không sao, quân đội tiếp viện đã tới rồi anh em. Và bên cạnh đó thì quân đội đồng minh của chúng ta cũng đã tăng viện lên với rất nhiều đơn vị lính level 1 kết hợp với lại xe tăng level 1 anh em ơi. Dường như là một trận đấu sẽ
kết thúc rất nhanh đây, khi hai đơn vị lính của chúng ta và đơn vị đồng minh đã kết hợp lại với nhau với một cơ số lính rất đông anh em. Chúng ta có thể thấy được khoảng hơn 20 đơn vị lính, bao gồm xe tăng level 1 kết hợp với lại lính level 1 anh em. Rất nhiều tòa nhà của địch đã bắt đầu sắp đổ rồi. Quân địch đã bắt đầu sản xuất ra một chiếc xe tăng lửa đầu tiên rồi anh em. Chúng ta sẽ dồn đam lại để có thể tiêu diệt ngay lập tức chiếc xe tăng phun lửa level 1 của địch. Bởi vì chiếc xe tăng này có đam rất khủng khiếp anh em, đặc biệt là khả năng tiêu diệt lính rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã tiêu diệt được xe tăng level 1 của địch rồi anh em ơi. Tiếp đến là sẽ phá hủy nhà sản xuất xe tăng của địch. Liên tiếp những đơn vị lính của chúng ta được tăng viện lên chiến trường anh em. Như vậy là nhà xe tăng của địch đã bị tiêu diệt rồi anh em. Tiếp theo chúng ta bắt đầu tấn công vào những lô cốt của địch. Kết hợp vào đó là chúng ta sẽ tấn công vào nhà năng lượng, cố gắng làm cho địch bị thiếu điện là một cách nhanh chóng để có thể chiến thắng cuộc chiến này anh em. Chúng ta có thể thấy rằng hai đơn vị thuyền cano của quân đội đồng minh của chúng ta cũng đã tiếp tục tăng viện và hỗ trợ những đơn vị lính chiến đấu rồi anh em ơi. Dường như chúng ta chưa hề thấy lực lượng hỗ trợ của quân đội đồng minh phía bên địch kéo xuống để hỗ trợ lực lượng để có thể phòng thủ được nhà quân xanh lam. Có lẽ họ đang cố gắng phòng thủ anh em. Những nỗ lực phòng thủ của quân đội xanh lam gần như là vô nghĩa anh em. Liên tiếp những tòa nhà sập đổ, họ vẫn đang cố gắng xây dựng thêm những tòa nhà khác, những lô cốt khác để có thể phòng thủ tốt hơn. À, và như vậy là chúng ta đã thấy hai xe tăng phun lửa của quân đội màu xanh nước biển đã kéo xuống để hỗ trợ quân đồng minh rồi. Quân đội đồng minh của chúng ta buộc phải rút ra phía xa bởi những chiếc xe tăng lửa này có tầm đam rất lớn. Tuy khả năng tầm xa không tốt nhưng mà đam cận chiến rất ghê gớm anh em. Chúng ta bắt đầu tăng viện thêm rất nhiều đơn vị lính level 1. Và nhà chiến đấu chiến xa của chúng ta cũng đã sản xuất ra một đơn vị lính xe tăng level 2 rồi anh em. Chúng ta đã nâng cấp được nhà xe cơ giới lên level 2 và liên tục để ra những chiếc xe tăng level 2 để có thể có đam to hơn, liên tiếp phá nhà của địch. Như vậy là xe tăng level 2 đã đến được danh trại của địch rồi và đang nã những phát pháo vào tòa nhà sản xuất lính của quân đội màu xanh lam anh em. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều đơn vị lính level 1 đang hỗ trợ xe tăng tiêu diệt những đơn vị lính khác của địch. Chúng ta phát hiện ra ba chiếc xe tăng phun lửa của quân đội màu xanh nước biển đang cố gắng hỗ trợ xua đuổi quân ta. Trận đấu đã diễn ra đến phút thứ 8 rồi anh em, rất gay cấn. Về phía bên dưới này, quân đội đồng minh của chúng ta đã kéo rất đông lực lượng lính level 1 lên. Và ngay sau đó là 4 chiếc xe tăng level 2. Chúng ta đang dồn toàn lực tấn công để có thể tiêu diệt ngay lập tức nhà quân xanh lam anh em. 3 chiếc xe tăng lửa của quân đội màu xanh nước biển đang rất cố gắng để có thể phòng thủ được cho nhà quân xanh lam anh em. Rất khó khăn cho quân địch. Như vậy là các xe tăng level 2 của chúng ta và đồng minh đã phát huy tác dụng rất lớn rồi anh em ơi. Đam rất khủng khiếp và đã tiêu diệt được 3 chiếc xe tăng phun lửa của địch rồi. Quân xanh lam đang cố gắng phòng thủ hết sức mình, liên tục đẩy lính và xây dựng những lô cốt phòng thủ. Dường như là rất khó khăn cho quân địch rồi anh em ơi. Các đơn vị của chúng ta và đồng minh liên tục tăng viện cho chiến trường anh em. Liên tục là những đơn vị lính level 1 kết hợp với xe tăng level 2. Chúng ta và quân đội đồng minh dường như kết hợp rất ăn ý anh em. Cả hai bên đều sử dụng những chiếc xe tăng level 2 với đam khủng để phá nhà. Bên cạnh đó thì sử dụng lính level 1 để có thể tiêu diệt những đơn vị lính của đơn vân bị của địch, hòng có thể ngăn chặn những đơn vị lính bazooka của địch phá hủy những chiếc xe tăng level 2 của chúng ta anh em. Trận đấu đã diễn ra đến phút thứ 9 và dường như quân xanh lam đã không còn khả năng kháng cự nữa rồi.
quân xanh nước biển vẫn tiếp tục tăng viện thêm những chiếc xe tăng phun lửa để có thể hỗ trợ quân đội đồng minh của họ. Tuy nhiên thì với sự xuất hiện của nhiều chiếc xe tăng level 2 của chúng ta thì dường như khả năng phòng thủ là không thể anh em. Rất đông lực lượng chúng ta đang tiếp tục phá nhà, liên tục những tòa nhà đang nổ tung anh em. Khói lửa mịt mù. Chúng ta có thể thấy được rằng có khoảng hơn 30 đơn vị lính kết hợp với lại 8 chiếc xe tăng level 2 của cả hai bên, chúng ta và đồng minh, đang liên tục phá nhà. Và dường như quân đội xanh lam đã không còn một chút khả năng nào có thể kháng cự được nữa rồi. 10 phút 28 giây anh em. Rất nhanh. Trận đấu rất có thể sẽ kết thúc ở phút thứ 15 anh em. Và chúng ta đã tiếp tục phát hiện, tiếp tục phát ra một lệnh tấn công vào nhà xanh nước biển anh em. Đã gặp một sự phản kháng đầu tiên rồi. Xe tăng và một lính robot anh em ơi. Rất nhiều đơn vị lính của chúng ta và đồng minh đã bắt đầu áp sát vào phòng tuyến của quân xanh nước biển rồi. Những nỗ lực phòng thủ của quân đội xanh nước biển dường như là vô nghĩa anh em. Không gì là có thể cản phá được bước tiến của quân đội chúng ta rồi. Rất nhiều xe tăng level 2 đã được triển khai thì dường như những chiếc xe tăng level 1 và level 2 của quân xanh nước biển gần như là không thể làm được gì nữa. Nhà chính quân xanh nước biển đã sắp đổ rồi anh em. Chiến thắng là gần như chắc chắn rồi. 11 phút 43 giây thôi. Trận chiến đã đến gần đến hồi kết rồi anh em ơi. Quân xanh nước biển không còn gì cả, không còn khả năng chống cự. Liên tục là những tiếng nổ của những ngôi nhà sụp đổ anh em. Khói lửa mịt mù. Tiếng đạn pháo của những chiếc xe tăng level 2 thật là khủng khiếp. Anh em thấy video hay thì hãy nhớ cho mình một like nha anh em. Hãy nhớ đăng ký kênh để có thể tận hưởng được những video cực kỳ hay của mỗi trận đấu trong con game Apple 3. Như vậy là nhà quân xanh nước biển đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khả năng là vẫn còn một số đơn vị lính trốn ở đó. Và như vậy chúng ta đã phát hiện ra quân xanh lam đang cố gắng xây dựng nhà chính lại anh em ơi. Những nỗ lực cuối cùng của họ để có thể thay đổi được thế cờ. Chúng ta đã phát hiện ra họ rồi. Toàn bộ lực lượng chúng ta đang quay xuống để có thể tiêu diệt nhanh chóng hai cái nhà này. Những nỗ lực cuối cùng của quân xanh lam và chúng ta đã phát hiện ra rồi. 13 phút thôi anh em. Một trận đấu quá nhanh. Ok anh em, chiến thắng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.